Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry lịch sử thế giới. Ngắn ngủi nhưng tàn khốc. Tưởng chừng hai bên tham chiến, nhưng thực tế là bốn bên chiến đấu với nhau vì những mưu đồ riêng của bản thân. Để rồi, kết thúc bằng việc có bên thứ ba, đúng hơn là hai nửa của bên thứ ba, lao vào can thiệp. Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez đã trở thành một sự kiện nhắc nhở thế giới rằng đây chính là thời điểm để các cực đế quốc thực dân là Anh, Pháp đã đến hồi cáo chung, từng bước để nhường chỗ cho hai siêu cường trẻ trung đại diện cho hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang trỗi dậy mạnh mẽ, đó là Liên Xô và Mỹ. Một quyết định thiệt cho cả bốn bên. Mọi việc bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm 1956, khi mà Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser quốc hữu hóa kênh đào Suez, vốn thuộc sở hữu của người Anh và người Pháp. Về tầm quan trọng của kênh đào này và bóng gió về sự kiện, chúng mình đã có video lịch sử kênh đào Suez và cuộc khủng hoảng lớn nhất ngày hàng hải trên kênh Battle Cry lịch sử thế giới. Link mình sẽ để góc phải màn hình. Thực tế thì ngay sau Thế chiến thứ hai, các phong trào yêu nước ở Ai Cập đã thúc ép việc rút quân đội Anh ra khỏi khu vực kênh đào Suez. Tháng 10 năm 1951, chính phủ Ai Cập đơn phương bãi bỏ hiệp ước Anh-Ai Cập từ năm 1936, vốn cho phép Anh thuê căn cứ Suez thêm 20 năm. Người Anh từ chối rút quân khỏi Suez dựa trên các quyền của bản hiệp ước này. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1952, lực lượng của Anh đã cố gắng giải giáp một doanh trại của lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ismailia. 41 người Ai Cập đã thiệt mạng trong sự kiện này, và điều này thì đã dẫn tới cuộc bạo loạn chống phương Tây ở Cairo, dẫn tới thiệt hại nặng nề về tài sản và cái chết của một số người nước ngoài, trong đó có 11 công dân Anh. Sự việc trên thì đã trở thành ngòi nổ cho việc xóa bỏ chế độ quân chủ ở Ai Cập. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1952, một cuộc đảo chính quân sự của phong trào sĩ quan tự do theo chủ nghĩa dân tộc Ai Cập, đứng đầu bởi Muhammad Naguib và quan trọng nhất là vị tổng thống Ai Cập tương lai Gamal Abdel Nasser. Điều gì đến cũng đã phải đến, quốc vương Pharaoh bị lật đổ và nước Cộng hòa Ai Cập đã ra đời. Trong những năm sau đó, ngoài việc phải xác định vị thế quốc gia giữa các cường quốc, mâu thuẫn với Anh và Pháp cùng với kênh đào Suez vẫn là trọng tâm của chính phủ mới. Khi đó, thế giới cũng đang chuyển mình dữ dội. Chiến tranh lạnh Xô-Mỹ dần đi tới đỉnh điểm. Người Pháp thì bị hất ra khỏi Đông Dương và tham gia vào cuộc chiến tàn khốc ở Algeria. Nhà nước non trẻ Israel đã và đang chiến đấu chống lại đội quân của 6 nước Ả Rập vô cùng thành công. Người Anh thì đang cố sức cầm chân lực lượng nổi dậy ở đảo Sip, Kenya và Malaya. Chính trường Anh cũng đang trong thời kỳ chuyển giao, với một thế hệ lãnh đạo mới nổi sau khi Winston Churchill từ chức thủ tướng năm 1955. Ông được kế vị bởi Anthony Eden. Mặc dù từng là ngoại trưởng trong suốt Thế chiến thứ hai, vốn có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng Eden thì vẫn chưa thấm thía được một sự thật đơn giản thời hậu chiến, đó là thế giới này đã thay đổi mãi mãi. Và vào ngày 26 tháng 7 năm 1956, Tổng thống Nasser đã chính thức quốc hữu hóa con kênh này, vốn do các cổ đông châu Âu kiểm soát trước giờ. Ông hy vọng rằng sẽ thu được một khoản phí nhằm chi trả cho việc xây dựng đập Aswan trên sông Nin, một dự án mà các nước phương Tây đã từ chối tài trợ cho chính quyền Ai Cập mới do họ có động thái ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và mua vũ khí từ Liên Xô. Thế là không còn gì có thể cứu vãn nổi tình thế rồi. Đáp lại, Thủ tướng Anh Eden đã chuẩn bị một phản ứng không cân xứng và khá là kỳ cục, một cuộc xâm lược toàn diện. Quyết định quốc hữu hóa kênh đào Suez của Nasser đã kéo sau là những hoạt động ngoại giao tăng cường của Anh nhằm mục đích thiết lập một kiểu kiểm soát quốc tế mới đối với tuyến đường thủy chiến lược này. Nhưng hóa ra, đó thì cũng chỉ là một đòn tung hỏa mù cho chiến dịch quân sự. Vào tháng 9 năm 1956, Nasser đã có một bài phát biểu đầy thách thức. Ông thẳng thừng bác bỏ ý tưởng giám sát quốc tế đối với tài sản quốc gia của Ai Cập. Và tới khi này thì cuộc chiến đã được chốt. Người Pháp tham gia vào cuộc chiến tranh này ngoài cũng vì muốn được giữ lại một phần ở con kênh vốn được xây dựng từ thời cựu lãnh sự Pháp Ferdinand de Lesseps vào năm 1869, và phản đối sự ủng hộ của Nasser dành cho các lực lượng phiến quân tại thuộc địa của họ là Algeria thì cũng muốn như vớt vát lại thể diện sau thất bại ê chề ở Đông Dương. Họ ngấm ngầm đi đêm với Israel, quốc gia đang chiến đấu để giành giật sự tồn tại của mình ở Trung Đông. Một cuộc họp bí mật giữa Ngoại trưởng Anh Eden, Thủ tướng Pháp Guy Mollet và Thủ tướng Israel David Ben-Gurion đã diễn ra tại khu ngoại ô Suez gần với Paris, tạo ra một thỏa thuận cho những chiến dịch quân sự phối hợp với kịch bản như sau. Đầu tiên, Israel sẽ tiến hành xâm lược bán đảo Sinai của Ai Cập. Sau đó, bên ngoài để bảo vệ kênh đào Suez, Anh và Pháp sẽ đưa ra tối hậu thư yêu cầu Israel và Ai Cập rút khỏi khu vực kênh đào. Và tất nhiên, Ai Cập sẽ chẳng bao giờ đồng ý, họ sẽ từ chối yêu cầu trên.
quân Anh và Pháp sẽ tiến hành xâm lược và chiếm lấy kênh đảo này, Tổng thống Nasser sẽ bị bẽ mặt và bị lật đổ, và như vậy thì quyền kiểm soát của châu Âu đối với kênh đảo Suez sẽ được khôi phục và những ngày xưa tốt đẹp của chủ nghĩa đế quốc thế kỷ 19 sẽ được phục hồi. Chiến tranh bùng nổ. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 29 tháng 10 năm 1956 với chiến dịch Kadesh do tham mưu trưởng Moshe Dayan của quân đội Israel trực tiếp chỉ huy. Với trình độ điều luyện, những chiếc P-51 Mustang của Israel đã bay thấp trên bán đảo Sinai để cắt dây điện thoại bằng cánh quạt của máy bay, làm gián đoạn liên lạc quân sự của Ai Cập. Cùng lúc đó, lính dù Israel đã đổ bộ lên con đèo chiến lược Mitla qua vùng núi Sinai. Những lính dù khác do đại tá Ariel Sharon chỉ huy đã vượt qua sa mạc để thực hiện chia cắt chiến dịch bằng xe tăng và bộ binh. Mặc dù có xảy ra một số trận giao tranh ác liệt, thế nhưng Israel đã dễ dàng kiểm soát bán đảo Sinai chỉ trong vòng có vài ngày. Bước 1 của kế hoạch đã tiến hành hoàn hảo, tạo điều kiện để bước 2 cho Anh và Pháp đưa ra tối hậu thư. Như tính toán, Ai Cập đương nhiên là phớt lờ nó. Chiến dịch lính ngự lâm chính thức bắt đầu với sự tham gia của liên quân Anh và Pháp. Chiến dịch lính ngự lâm có khoảng 80.000 quân của cả Anh và Pháp cùng tham gia, với hơn 200 tàu chiến, trong đó thì bao gồm có 5 tàu sân bay của Anh và 2 của Pháp, cùng với hàng trăm máy bay. Cuộc đổ bộ được dẫn đầu bởi lính dù biệt kích tinh nhuệ của Anh và Pháp. Và không có gì bất ngờ khi không quân Ai Cập bị tiêu diệt ngay trong giờ đầu tiên của cuộc xâm lược. Lính dù của Anh được hỗ trợ bởi thủy quân lục chiến của Anh trên tàu đổ bộ được thả xuống con kênh đào. Các máy bay trực thăng chở quân từ các tàu sân bay của Anh cũng đã tiến hành cuộc đổ bộ bằng trực thăng từ tàu đầu tiên trên thế giới. Giống như quân đội Israel, lực lượng liên quân Anh và Pháp đã đối mặt với rất nhiều quân Ai Cập nhưng được huấn luyện và chỉ huy kém. Quân Anh bị thương vong chỉ khoảng có 100 người, Pháp thì mất chỉ 50 người, Israel là khoảng 1.100 người. Còn tổn thất của Ai Cập trong cuộc chiến trên là khoảng 8.000 người hoặc là hơn nữa. Và khác xa với mục tiêu nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải quốc tế, 47 con tàu đã bị đánh đắm trên kênh đảo Suez. Kênh đảo chiến lược này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Về mặt chiến trường thì rất là ok, thế nhưng về khoản chính trị thì lại tồi tệ không tả nổi. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh đã nổ ra khắp nước Anh. Trên chương trình trò chuyện truyền hình nổi tiếng Free Speech, một cuộc tranh luận đặc biệt gay gắt đã diễn ra vào ngày 31 tháng 10 với nhà sử học cánh tả A.G.P. Taylor và nhà báo công đảng Anh, đồng thời là nhà lãnh đạo đảng tương lai Michael Foot, gọi đồng nghiệp của họ trên Free Speech, nghị sĩ đảng bảo thủ Robert Bradley là tội phạm vì ủng hộ chiến tranh. Sự tức giận, cuồng nhiệt và các cuộc tranh luận về cuộc chiến Suez dày đặc tới mức chính phủ Anh đã gây áp lực buộc BBC phải ủng hộ cuộc chiến này và nghiêm túc xem xét về việc cắt sóng. Cuộc khủng hoảng Suez đã làm suy yếu nghiêm trọng chính phủ của đảng bảo thủ Anh. Hai bộ trưởng đã phải từ chức để phản đối xâm lược Suez. Bản thân Thủ tướng Eden cũng bị sự kiện kênh đảo Suez làm cho tan nát cả về mặt chính trị, thể chất cũng như tinh thần. Uy tín của nước Anh trên trường quốc tế cũng suy sụp hẳn đi. Phía Pháp thì khỏi phải nói, càng ngày thì càng hỗn loạn. Được đà, các phong trào phản chiến vốn vẫn còn đang lan rộng từ hồi chiến tranh Đông Dương, thì Đảng Cộng sản Pháp lại tiếp tục huy động quần chúng nhân dân đứng lên chống chính quyền thực dân kiểu mới, vốn đang dần chi phối nước Pháp. Nước Pháp vốn đã loạn lại càng không thể nào vãn hồi được trật tự. Cuộc tấn công vào Ai Cập đã tạo nên sự xúc phạm khủng khiếp trong thế giới Hồi giáo. Ở Pakistan, 300.000 người đã có mặt trong một cuộc biểu tình ở Lahore để thể hiện tinh thần đoàn kết với Ai Cập. Trong khi đó, ở Karachi, một đám đông hô vang các khẩu hiệu chống Anh đã thiêu rụi cao ủy Anh. Tại Syria, chính phủ cho nổ tung đường ống Kirkuk Banias vốn cho phép dầu của Iraq tiếp cận các tàu chở dầu ở Địa Trung Hải để trừng phạt Iraq vì đã hỗ trợ cuộc xâm lược này và cắt đứt Anh khỏi một trong các tuyến đường chính để vận chuyển dầu của Iraq. Vua Saud của Ả Rập Xê Út áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ lên toàn bộ đối với Anh và Pháp. Một cuộc biến loạn đã xảy ra từ sự kiện trên, có thể nói là một nước cờ đi thẳng vào lòng đất của hai cựu thực dân. Đúng là về khoản tính toán thiệt hơn, không có ai qua khỏi Mỹ. Mỹ Xô lao vào giàn xếp. Cùng với cuộc khủng hoảng ở Suez, Hoa Kỳ cũng đang phải đối phó với cuộc cách mạng Hungary sắp diễn ra. Phó Tổng thống Richard Nixon sau đó giải thích: một mặt, chúng tôi không thể phàn nàn về việc Liên Xô can thiệp vào Hungary. Mặt khác, chấp thuận việc Anh và Pháp chọn thời điểm cụ thể để can thiệp chống lại Nasser. Ngoài ra, Eisenhower còn tin tưởng rằng nếu Hoa Kỳ nhượng bộ cho cuộc tấn công của Anh, Pháp và Israel và Ai Cập,
thì phản ứng dữ dội ở thế giới Ả Rập có thể khiến Ả Rập ngả về phía Liên Xô. Chính vì vậy mà khi Israel từ chối rút quân khỏi dải Gaza và Sam El-Sheikh, Eisenhower đã phải tuyên bố: chúng ta không được phép để châu Âu đứng sau lưng vì muốn có dầu. Ông tìm kiếm các nỗ lực được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Israel cho tới khi nước này phải rút khỏi lãnh thổ Ai Cập, mặc cho lãnh đạo đa số Thượng viện Lyndon Johnson và lãnh đạo phe thiểu số William Cullen phản đối. Eisenhower đã khăng khăng áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đến mức phải cắt viện trợ tư nhân của Mỹ cho Israel, vốn được ước tính lên tới hơn 100 triệu đô một năm thời điểm đó, và tuyên bố sẽ thông báo với nhân dân để kêu gọi sự ủng hộ rằng nên nhờ Liên Hợp Quốc giải quyết vụ việc này. Chưa dừng lại, Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng John Foster Dulles đe dọa cấm vận kinh tế Israel nếu họ không rút quân khỏi Sinai, dọa cắt nguồn cung dầu cho Anh và cân nhắc bán trái phiếu Anh gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Vào ngày 30 tháng 10, Hội đồng Bảo an đã tổ chức một cuộc họp theo yêu cầu của Hoa Kỳ, kêu gọi Israel lập tức rút các lực lượng vũ trang của họ theo các đường dây đình chiến vốn đã được thiết lập. Anh và Pháp thì phủ quyết và vẫn tiếp tục chiến tranh. Một dự thảo nghị quyết tương tự do Liên Xô bảo trợ cũng đã bị bác bỏ. Vào ngày 31 tháng 10, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết số 119. Lần đầu tiên, nó quyết định triệu tập một phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng, như được quy định trong nghị quyết Thống nhất vì Hòa bình năm 1950, để đưa ra các khuyến nghị thích hợp nhằm chấm dứt giao tranh. Phiên họp đặc biệt này được triệu tập vào ngày 1 tháng 11, cùng ngày Nasser yêu cầu hỗ trợ ngoại giao từ Mỹ, mà không yêu cầu Liên Xô tương tự. Vào ngày 2 tháng 11, Đại hội đồng đã thông qua đề xuất của Hoa Kỳ về nghị quyết 997 ESI với 64 phiếu ủng hộ và 5 phiếu phản đối, trong đó có Úc, New Zealand, Anh, Pháp và Israel. 6 phiếu trắng kêu gọi ngừng bắn lập tức, rút tất cả các lực lượng đứng sau giới hạn đình chiến, cấm vận vũ khí và mở cửa trở lại kênh đào Suez. Tổng thư ký được yêu cầu theo dõi và báo cáo kịp thời về việc tuân thủ cho cả Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng để có những hành động tiếp theo được cho là phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trong vài ngày tiếp theo, phiên họp đặc biệt khẩn cấp do đó đã thông qua một loạt các nghị quyết cho phép, trong đó thiết lập lực lượng khẩn cấp của Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 11 theo nghị quyết 1001. Vào ngày 7 tháng 11, David Ben-Gurion phát biểu tại Knesset và tuyên bố một chiến thắng vĩ đại, nói rằng hiệp định đình chiến năm 1949 với Ai Cập đã chết và bị chôn vùi, và các đường dây đình chiến không còn giá trị cũng như không thể phục hồi. Trong mọi trường hợp, Israel sẽ không đồng ý cho các lực lượng Liên Hợp Quốc đóng quân trên lãnh thổ của mình hoặc trong bất kỳ khu vực nào mà họ chiếm đóng. Ông cũng đề cập đến ý định thôn tính bán đảo Sinai, và bài phát biểu này lập tức thu hút sự gia tăng áp lực của quốc tế đối với việc rút quân của Israel. Ngày hôm đó tại New York, phiên họp khẩn cấp thông qua nghị quyết số 1002 một lần nữa kêu gọi Israel lập tức rút quân về tuyến sau của giới tuyến đình chiến và rút ngay lập tức quân đội Anh và Pháp khỏi lãnh thổ Ai Cập. Sau cuộc họp nội các của Israel vào cuối ngày 8 tháng 11, Ben-Gurion lúc này mới thông báo với Eisenhower rằng Israel tuyên bố sẵn sàng chấp nhận rút các lực lượng Israel ra khỏi Sinai khi mà các thỏa thuận thỏa đáng được thực hiện với lực lượng quốc tế sắp tiến vào kênh đào. Về phía Liên Xô, Thủ tướng Nikolai Buganin đe dọa sẽ can thiệp vào phía Ai Cập và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Anh và Pháp, đương nhiên là cả Israel nữa. Buganin cáo buộc Ben-Gurion ủng hộ chủ nghĩa thực dân châu Âu và Thủ tướng Pháp Mollet đã đức giả vì đã lãnh đạo một chính phủ xã hội chủ nghĩa trong khi theo đuổi chính sách đối ngoại cánh hữu. Việc Liên Xô đe dọa gửi quân tới Ai Cập để chống lại đồng minh khiến Eisenhower lo sợ rằng đây có thể sẽ là sự khởi đầu của Thế chiến 3. Một trong những phụ tá của Eisenhower, Emmett Hux, kể lại rằng phản ứng tại Nhà Trắng đối với những bức thư của Buganin là thực sự u ám vì lo sợ rằng đây là sự khởi đầu cho việc đếm ngược đến Thế chiến thứ 3. Một cuộc chiến mà nếu nó xảy ra sẽ giết chết hàng trăm triệu người. Riêng tư, Eisenhower nói với Thứ trưởng Ngoại giao Herbert Hoover về nỗi sợ hãi của mình rằng Liên Xô có thể sẵn sàng thực hiện bất kỳ một cuộc phiêu lưu hoang dã nào. Họ sợ hãi và tức giận như Hitler trong những ngày cuối cùng của ông ta. Không có gì nguy hiểm hơn một chế độ độc tài trong tâm trí đó. Nếu Liên Xô tiến hành chiến tranh với đồng minh NATO là Anh và Pháp, thì Hoa Kỳ cũng sẽ không thể giữ thái độ trung lập vì họ phải tham chiến chống Liên Xô, vì họ phải có những thỏa thuận quốc phòng với Anh và Pháp. Tương tự như vậy, nếu Liên Xô tấn công Israel, mặc dù không có cam kết chính thức của Mỹ bảo vệ Israel, nhưng chính quyền của Eisenhower cũng sẽ phải chịu áp lực lớn để buộc phải can thiệp. Theo Eisenhower, tốt hơn hết là nên kết thúc cuộc chiến tranh chống lại Ai Cập hơn là có nguy cơ leo thang thành Thế chiến thứ 3. Trong trường hợp mà Khrushchev
nghiêm túc về việc tham chiến để bảo vệ Ai Cập như ông ta từng nhấn mạnh trước công chúng rằng ông ta đã từng làm như vậy. Phản ứng của Eisenhower trước những mối đe dọa này từ Liên Xô là nếu những người đó bắt đầu điều gì đó thì Eisenhower lập tức sẽ phải ra lệnh cho các chuyến bay Lockheed U-2 qua Syria và Israel để tìm kiếm bất kỳ lực lượng không quân nào của Liên Xô trên các căn cứ của Syria để Anh và Pháp có thể tiêu diệt chúng. Ông nói với Hoover và giám đốc CIA Alan Dulles rằng nếu Liên Xô tấn công trực tiếp người Pháp và người Anh, chúng ta sẽ lâm vào một cuộc chiến và chúng ta sẽ có lý khi thực hiện hành động quân sự ngay cả khi Quốc hội không cho phép. Những chuyến U-2 cho thấy máy bay Liên Xô không có mặt ở Syria bất chấp các mối đe dọa, nhưng không vì thế mà nỗi sợ chiến tranh hạt nhân vơi bớt trong đầu của người Mỹ. Tang thương cho những kẻ thực dân. Bị hai siêu cường mới là Xô và Mỹ o ép bằng cả Liên Hợp Quốc, lại chịu hành hạ cả trong nước và quốc tế, cuối cùng Anh, Pháp và Israel đã phải chấp nhận ngừng bắn và rút quân hoàn toàn khỏi Ai Cập vào ngày 7 tháng 11 năm 1956. Rốt cuộc, hai tuần chiến sự không đi tới đâu đã khiến cho Anh bị tổn thất thêm 100 binh sĩ, Pháp tổn thất thêm 43 người và Israel là 200 binh sĩ. Phía Ai Cập chịu tổn thất nặng nề nhất với việc có thêm 5.000 binh sĩ chết và bị thương. Do thất bại trong cuộc khủng hoảng kênh đào Suez, Thủ tướng Pháp Mollet và Ngoại trưởng Anh Eden đã phải từ chức trong vòng chưa đầy một năm sau. Riêng Ben Gurion thì tại vị cho tới năm 1963. Bản thân Thủ tướng Eden cũng bị sự kiện kênh đào Suez làm cho tan nát cả về mặt chính trị, thể chất lẫn tinh thần. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1956, chỉ 3 ngày trước khi người lính Anh cuối cùng rời khỏi khu vực kênh đào Suez, Eden đột ngột bay tới Jamaica để dưỡng bệnh, để lại Ralph Butler phụ trách nội các. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1957 thì ông đã phải từ chức. Uy tín và ảnh hưởng của Anh, Pháp sụp đổ và không bao giờ có thể hồi phục lại sau sự kiện này. Những năm ngay sau cuộc chiến tranh Suez đã chứng kiến sự ra đời của một loạt các quốc gia mới trên thế giới này, trước đây vốn là thuộc địa và phụ thuộc của hai nước trên. Người ta không nghi ngờ rằng sự kết thúc của thời kỳ đế quốc được đẩy nhanh lên rất nhiều bởi cuộc chiến tranh nhỏ bé ở kênh đào Suez, Ai Cập. Còn đối với cá nhân tướng Nasser, tuy thiệt hại một số binh lính, thế nhưng dưới sự lãnh đạo của ông, Ai Cập đã phát triển không ngừng và trên hết là việc bằng mọi giá phải giữ được kênh đào Suez. Nasser đã được dân chúng Ai Cập tôn vinh giống như một vị anh hùng dân tộc. Sự kiện kênh đào Suez cũng chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực tại khu vực này từ các thế lực cũ sang một thế lực mới. Mỹ bắt đầu đóng vai trò chủ đạo, không ngừng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Trung Đông, còn Anh, Pháp kể từ đó vai trò bị mờ nhạt đi hẳn. Ngày nay, 50 năm sau sự kiện khủng hoảng kênh đào Suez tháng 10 năm 1956, kênh đào Suez vẫn là huyết mạch sống còn của tuyến lưu thông hàng hóa và dầu mỏ từ Đông sang Tây. Hơn thế nữa, kênh đào Suez ngày nay còn có vai trò chiến lược về mặt an ninh trong khu vực Trung Đông. Vì thế, ngày nay không chỉ có Mỹ và phương Tây quan tâm tới kênh đào Suez mà còn có cả Nga và Trung Quốc, hai thế lực kinh tế chính trị mới đang lớn mạnh để trở thành đối trọng với Mỹ và phương Tây.